chúng ta đang trên đường đi từ Doãn Gia Trang. Không, từ Doãn Resort chúng ta sẽ đi đến Doãn Gia Trang. Resort, Doãn Gia Trang. Đây là con đường thế kỷ, con đường huyền thoại. Tới con đường đã bao năm sóng gió đã oằn mình chịu đựng để chúng tôi xây nên được cái Doãn Resort như ngày hôm nay. Thì chúng tôi chưa có tiền xây con đường. Tình hình là chúng ta đang trên nhóm. Oh ghê. Yeah. Oh ghê. Yeah. Oh. Ghê ác. Ghê ác thì nước mắt. Ôi, hôm nay chúng ta mới chứng kiến được cái con đường như thế này. Chứ hồi tối hôm qua đi mù đường mẹ nó rồi, không có thấy gì hết. Hai bốn thành viên của chúng ta đang đi trước. Sẽ lên và chuyển với họ nào. Ây da, ây da, ây da. Ui da, ui da, ui da. Ây da, ui da. Quay trai, quay trai. Đường cũ đó ngã năm. Ồ, nếu chúng ta đi đường cũ chúng ta sẽ gặp những con đường huyền thoại khác nữa. Vậy sau đây là hai thành viên của chúng ta. Chuyên và Tiêu. Chúng ta đang Ok, I know. Ồ, thì ra là hai bạn này phải biết tiếng Việt. Nhìn sau đây thành viên khác của chúng ta, bạn Toto và bé Hưng. Con của đại gia Doãn Quyền đó. Hình là mọi người đang đói bụng. Oh no. Kiểu này phải kèm nhạc rock vô trong cái đoạn nền này quá. Oh no. Trên nhạc rock thật. Không, anh nghĩ là em sẽ kèm cái bài bật gì á, bật tì in rock. Bật tì in the USA. Bật tì in USA. Shake that. Xin giới thiệu cho mọi người, đây là Family Mart. This is my Family Mart. Dạ, cho đây chúng ta sẽ để vào Gia Trang. Doãn Gia Trang. Có hai chú cún đang chặn đường bảo vệ đường. Let's go, let's go. Ta đi vào Doãn. Con đường. Tôi thấy là con gà và chim mít. Sẽ là cây nhãn hai bên. Và chúng ta đã thấy xe hơi. Mà chỉ có chiếc xe hơi lấp ló. Gia đình tôi chỉ có xe hơi nhỏ nhỏ như thế này thôi. Thế mít. Các thành viên khác cũng đã tới. Đây là bãi đậu xe máy. Tình hình chúng ta đang đi hái mít. Lẽ khó khăn cho camera, chứ camera không có gì bọc hết nè tôi. Bọc cho camera chứ. Rồi rồi đi hái mít đi. Thank you.
Đó là 99 nha. Thôi coi là cứ hái đi chứ không để bò ăn cũng vậy. Cái bò không có gì cầm nữa hả? Cầm sao nổi. Ôi, nguyên con cuốn chiếu đâu. Cuốn chiếu đâu, cuốn chiếu đâu. Bự quá. Mít nhiều quá. Camera mơ cầm đi. Ê, qua đây, qua đây. Chết này, chết này, chết này. Cô tô rất giật dạ. Ủa mỗi lần ấy là phải sắn hả? Chung sắn này hả? Phải sắn. Ừ, giỏi không? Cô giỏi không? Ô mũi, mũi, mũi. Hình là trời mưa rất lớn nhưng mà ba cô nàng này thì rất là sung. Người cầm dù, người hái. À, tôi thì chỉ có một cái tấm vải che. Nhiều quá sao khinh vậy? Ây da con gì bò lỗ tai rồi. Cái chân cục xịt. À, đây là bịch chôm chôm nãy cả đám cùng hái dưới trời mưa. Chúng ta sẽ đi rửa chân này, cái lưu hướng nước mưa ở đây là vùng biển nên nước ngọt khá quý hiếm, chúng ta sẽ dùng nước mưa. À, đây là ống để dùng nước mưa chạy từ mái tôn nó cho anh xuống. À, hết đường thấy rồi. Tại sao lại lấy cái khăn của tôi chùi mặt như vậy hả? Ấy cho tớ xin miếng nước với ấy rồi. Lấy lấy lấy. Khốn lắm. Các bạn này nãy giờ ở nhà ngủ nghỉ, trong khi các bạn nữ nhi thì lại đi. Merci. Ôi xin đi tàn. Ôi 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 đi bò. Ê, lật ngược. Đang nói chuyện ngoài của rừng nguyên sinh, mình đang ghé con đường ở giữa. Và phía bên này là khu vực rìa ngoài của rừng nguyên sinh. Khi đi thẳng vào châu thì chúng ta có để chúng ta có thể lấy được một nâu con đường. Và có thể gặp được nhiều thú hoang chẳng hạn như hùm beo cọp gấu. Nó dừng phía trước nè. À, cái nó dừng phía trước nha. Bỏ xe chạy đi ngược. Quay đầu xe. Cắm đầu cắm cổ chạy. Hành trình lầy lội như thế này đây. Ô, mấy anh sẽ tải. Cùng đối đầu. Trời gì vậy? Ồ, đấy. Ông kia muốn cắm đầu luôn đó. Anh tưởng bé nữa chứ cắm đầu rồi chứ. Bé nó gọi điện thoại ba ơi, xe con để chỗ đó đó. Không biết nữa không đi, tại nãy đang nhìn vô mẹ. Quay anh em không chứ. Anh nha. Hello. Hành trình rất vất vả thôi, tập trung chạy. Oh!
đừng 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 xinh. Ồ, chúng ta đang ở trong rừng nguyên sinh, đây là rừng mòn của rừng. Sao trong kia lại gì? Nếu may mắn chúng ta có thể thấy cọp beo đi ngang qua đây. Và chúng ta nhiệm vụ đầu tiên chúng ta là phải quay đầu bỏ chạy đi. Thời trang giờ âm dừng tại đây. Tôi chưa nè. Ha ha ha!
người đuổi đó là anh Thách Kha Vi và người chạy đó là anh Di Huỳnh. Có một sự mệt mỏi nhẹ thôi hôm nay. Mọi người say hi nào. Và đây là truyền hình phóng sự về đêm của kênh Lito. Chén đĩa. Dạ vâng. Anh muốn làm cho em được phỏng vấn một tí à? Anh có cảm giác khi mà anh đụng chiếc xe gym này à? Anh đẩy mệt chết thì được. Anh quay ra cho khán giả xem được thử cái mặt của anh à. Ôi cái mặt đẹp trai như vậy mà đi đụng xe. Chị còn đằng sau những cái cảm giác gì vậy chị? Đó. Nên cho em phỏng vấn anh được đụng xe. Anh có cảm giác gì à? Tội nghiệp anh đuổi xe. Đấy chị thấy không? Em chỉ cần bước nhẹ em vẫn chạy. Này này bước nhẹ. Cảnh sông về đêm. Có thấy gì đây? Không thấy gì cả. Em chạy tới đêm thì cảm thấy động cơ của em không? Đến đêm thắng lại đi em. Vì xe em chạy công suất nhỏ. Công suất nhỏ. Công suất nhỏ. We're trying!